thì ra cái bài số 5 là bài muối nitrat. Bài muối nitrat này còn viết dưới dạng là ion NO3 trừ. Nào, phân tử khối ion này bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 60 năm. Một ba ba tính chất vật lý hầu hết là tất cả các muối này tất cả đều tồn tại dưới dạng chất rắn màu trắng ở tôi cho biết tinh thể tồn tại dưới dạng chất rắn dưới dạng tinh thể sau đây là không màu tinh thể không màu tan tốt trong nước và tạo thành một cái dung dịch cũng không màu tan tốt trong nước để tạo thành một dung dịch không màu hai là tính chất hóa học thì nó là tính chất quan trọng đầu tiên trong môi trường axit em để ý nha trong môi trường axit có nghĩa là em đâu sao là trong dung dịch mà tồn tại đồng thời H độ và NO3 trừ thì mình coi như là có H NO3 cũng phải tính chất bảo cái dung dịch mà tồn tại H độ và NO3 trừ thì là coi như là H NO3 để ví dụ ví dụ thí nghiệm thầy hạ đồng vào dung dịch HCl loãng theo dự đoán thầy hạ đồng với HCl loãng có xảy ra phản ứng đồng có phản ứng không bởi vì đồng đứng đằng sau hydro HCl trở thành dung dịch trước hydro thế là đây là không phản ứng gì cả nhưng mà sau đó thầy lại nhỏ vài giọt thể nhỏ vài giọt NaNO3 vào và hâm nóng nhẹ lúc này thì cái hiện tượng làm miếng đồng tan à miếng đồng tan à dung dịch chuyển màu xanh này và có khí không màu hóa lô cho cùng khí thoát lại vậy là dựa vào cái hiện tượng này chúng ta nhìn được điều à vậy là khi mà nhỏ thêm giá hạn của cứ nóng nhẹ lên thì bắt đầu có phản ứng màu sẽ hạn đúng không? Bắt đầu phản ứng màu sẽ hạn không là phản ứng sẽ như thế nào đấy thì đây thì có đồng cộng với HCl cộng với NaNO3 đúng không? Ta nhìn thấy có H cộng có NO3 trừ chưa? Coi như HNO3 đấy vậy là đồng sẽ lên số xóa thế nào? Cao nhất là CO2 đúng chưa? Là CuCl2 có khí không màu hóa đâu là khí gì? Đúng chưa nào? NO cộng H2O cộng NaCl được chưa? Nhìn bảng thì cân bằng nhé đồng cộng này đồng dương 2 này nitơ dương 5 này nitơ dương 2 này đây 3 đây 2 đây 3 2 nitơ 2 natri đến CL trừ này 2 này cộng với 6 là 8 này đến hydro 8 cho 2 bằng 4 được chưa? Nhưng thầy muốn chúng ta hãy biết được phương trình ý không? Rút gọn vào thế này biết được phương trình ý không? Rút gọn vào thế này
cái chợ đầu chỉ là cũng gọn. Cl trừ là Na cộng này, Na trừ bất đại đúng không? CuCl2 này là đúng mạnh, 3 lần 2 cộng 6 Cl trừ 2 lần O, 4 lần nước, 2 lần Na cộng và 2 lần Cl trừ, 8 Cl trừ này. 2 cộng 6 là 8 cũng chưa? 2 đồng 3 cộng à, vậy suy ra bản chất của phản ứng này là 3 đồng 8 cộng cộng 2 đồng 3 trừ 3 đồng 3 đồng 2 đồng 3 cộng. Đấy chưa? Ta nhìn rõ chắc nhá. Vậy xưa ngày mai thì cho hát 4 đoán cũng tất cả đúng như vậy chứ gì? Đúng chưa? Rất là dễ. Đây các em cứ nhớ trong đầu là gì ạ? Thì có hai cộng, có đồng ba trừ, coi nhau đồng ba đúng không? Đúng không? Khi loại chắc chắn là lên số sau đó đấy, nhá. Bây giờ tính chất cộng cuối cùng là phản ứng nhiệt phân. Chú ý ạ, em vào nổ ba hai lần, hoàn toàn nhiệt phân hủy. Đây là Mac, đây là đồng. Thì từ đầu chạy đến Mac thì nó sẽ bị nhiệt phân hủy vào nửa nitrit NO2 tất cả N lần cộng oxy. Từ Mac cho cái đồng thì nó bị nhiệt phân vào NX OI cộng NO2 cộng oxy. Từ đầu chạy về sau thì sẽ bị nhiệt phân hủy để tạo thành M cộng NO2 cộng oxy. Thành phần này nhìn kỹ lại, KNO2 cộng oxy, MgO2 lần nhiệt phân thì gọi là MgO cộng NO2 oxy tất bằng 12 này của mình. AG3 thì phân gì? Nó thuộc là cuối cùng nữa vào đây. AG cộng NO2 cộng oxy. Thank you.
ra những cái ảnh nhá. Anh ấy đặt là gì? CA NO2 2 lần cộng oxy. Được không? Anh dưới này là anh ạ A NO2 O3 cộng NO2 cộng oxy chúng ta là 2 2 là 3 là 6 này. Thấy chưa? Oxy 2 chia 18 18 chia 12 thì còn là 6 6 chia 3 là 3 2. SNO3 lần được phân bỏ thành SN2 O3 cộng NO2 cộng với lại oxy. Đây cũng là 2. Đây là 6, đây là 3. Anh dưới đây là vấn đề. Anh dưới đây lớp từ bạn sẽ ghi là tạo thành SNO. Là sai chứ. Nó phải tạo thành SN2O3 cộng NO2 oxy. Tại sao lại không thể là NO? Tại vì trong này có oxy dư mà. Em nhìn những cái công trình nó tạo thành NO, nó bất cộng đến NO2 có oxy. Cái oxy dài cũng có dùng cái NO nữa để tạo thành NO2 mà. Tương tấm như vậy. Được chưa? Và đây là 2. 2 là 4. 2 x 6 là 12. 12 trừ đi 8 là 4. 4 trừ 3 là 1. Đây là 1. Được chưa? Đấy không? Hiểu không? Còn hôm nay chúng ta diễn loạn.